Nhiều bác cứ bảo là độ đèn thì gây nguy hiểm cho người đối diện, và đặc biệt là rất chói, chói cho người khác khi mà đi đường. Nhưng mà các bác hãy xem cái cách mà bên em độ đèn cho xe nhá các bác nhá. Đấy, khi mà em độ đèn lắp bi cho xe này, thì với mỗi một dòng xe thì bên em sẽ có cái bảng căn mặt đèn riêng này. Đấy, và khi mà lên đèn bi ấy thì nó sẽ có cái mặt cắt cốt như thế này, mặt cắt cốt để mấy căn làm sao khi các bác di chuyển kể cả xe sedan đấy, không làm chói cho người đối diện nha các bác nhá, trừ khi các bác lên pha. Còn những bác nào mà độ đèn mà ánh sáng mà lên ấy, thông thường là các bác đang sử dụng dạng bóng đấy, thì nó sẽ không có mặt cắt, bởi vì hai đó là các bác lắp ở những cái nơi mà người ta không có cái bảng để căn mặt đèn đấy. Ví dụ như xe sedan hoặc là bi gầm, người ta sẽ có cái mức căn riêng nhá các bác nhá, theo quy chuẩn của độ đèn. Thế nên là các bác lắp đặt đèn tại Agala thì các bác yên tâm về không gây chói cho người đối diện. Và cái này khi mà lắp xong ấy, các bác mà thấy cao hoặc thấp thì các bác có thể điều chỉnh được nhá. Đấy, điều chỉnh gần như là giữ zin nhá, để điều chỉnh ánh sáng lên xuống hoặc là sang trái sang phải tùy ý của mình được, chứ không phải các bác lắp vào đây là cố định gắn keo và là chết luôn đâu. Đấy, nên là các bác để mà lắp đèn ấy, thì các bác nên tìm hiểu trước khi lắp đèn và qua những cái cơ sở mà uy tín có trình độ chuyên môn để các bác lắp đặt đèn để mình đảm bảo an toàn khi mà di chuyển các bác nhá.